Nếu như ngày hôm nay tôi có bị công an bắt hay công an giết thì mọi người cũng đừng có lo lắng cho tôi, mà hãy lấy tôi như là một cái viên gạch nót đường để mà tiếp bước cho quý vị. Đó là một người hoạt động mang tính chất dấn thân. Nếu chúng ta nhìn nhận từ góc độ gia đình, chị Thúy Nga có con nhỏ mà chị Nga có thể làm được những cái việc dấn thân như vậy thì nó cho thấy rằng đó là một cái người rất là dũng cảm và rất là hiếm hoi trong cái xã hội này. Một người chấp nhận hy sinh vai trò của một người mẹ để mà dành tâm huyết, để mà cống hiến và phụng sự cho lý tưởng, cho sự tiến bộ xã hội.